Vợ. Gì? Làm cái đi. Làm cái á? Cái gì? Đấy. Trời ơi, lâu quá thì không phải. Lò xo rụt chưa? Rụt cái gì mà tôi? Trời ơi. Ôi. 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 Chồng thì phải kiêng khem chứ. Con mới được có 3 4 tháng thì đấy thì cái đùa. Chết đùa ông ơi. Ôi không có đâu, không có cửa, rồi có cửa. Cái này mày cứ mở em thì tao có thế tao vào chứ không người ngoài đâu mà. Buồn cười, vợ con vợ chồng con đã ngay đi vào. Vào thì cũng được chứ sao, có phải người ngoài đâu mà phải có cửa. Kiểu ít nhất phải có sự tôn trọng riêng tư cho bọn con chứ. Riêng thì chúng mày kệ, riêng chúng mày đi chứ. Tao có làm gì đâu. Ôi giời, thì kệ thì vẫn kệ nhưng mà. Ô buồn cười thật đấy. Wow, ơi, vợ chồng con là chỗ này là chỗ riêng tư mà. Nhưng mà chúng mày kiêng khem chứ, tao bảo thằng kia tối là ngủ riêng ra. Bây giờ nó đã được mới được có 4 tháng thì chưa ấy được. Sao bao giờ phải được chưa ấy được không? 1 năm thì hơn 1 năm thì muốn đưa chửa đẻ cũng được. Trời ơi, nhưng mà bây giờ còn lo như này, vợ chồng cái chả biết giữ nhau cho nhau gì cả. Trời ơi mẹ ơi, bác sĩ bảo khi mà con sạch cái sản dịch là có quan hệ được mà. Mà tôi chuyện đến chuyện của vợ chồng con sao? Sao ủa con thiệt vào? Thì bây giờ tao lo cho mày như con dâu, như con gái chứ tao phải lo chứ. Ôi ơi, u ơi gì. Kiêng ngoài riêng giấc các cụ 3 tháng 10 ngày là 100 ngày con nghĩ là ổn rồi. Với bọn con 4 tháng là u phải để cho bọn con. Người ta đi kiêng đi nắng đi gió. Chứ còn đây quan hệ vợ chồng á, thì cứ phải 6 tháng trở lên 1 năm. Ôi ơi. Gì nữa? Còn gì, nói tóm lại là con không biết đâu, u vào u cứ sồng sọc vào những lúc bọn con đang làm gì thì có phải là ngại chết không? Làm gì? Bên tao bảo thằng kia ngủ riêng ra. Mà cứ giờ gần làm gì? Riêng lại riêng. Giường con có, nhà con có, tự nhiên ngủ riêng. Thế phải ngủ riêng chứ, thì ngủ riêng thì mới có sức khỏe cho nó. Con thì bé một cái mắt mũi này đã ấy là thế nào? Mũi nhưng có vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì nhỉ? Sữa nhỉ? Không vấn đề. Vớ vẩn. Không. Ấy một cái là bắt đầu là sữa của nó là nó con nó bú và là đi ạ. Rõ chưa? Bú cái gì mà sữa đi hả? Sao ấy thì sao mày đi quan hệ vào sớm là nó thế gì nó hỏng sữa. Sao lại hỏng sữa? Tao giữ như thế, tao bắt thằng này tối là phải ngủ riêng là lý thế. Bác sĩ có bảo thế đâu. Ôi giời ơi. Thế các cụ trước đây là cứ phải kiêng khem như thế đấy. Ôi giời ơi, mẹ ơi. Mà cứ gái đẻ sớm là mày cũng hãm làm ăn lắm con ạ. Đẻ nói thật. Cái gì thế ô? Thì người ta bảo đen như gái đẻ con nghe rồi. Ừ. Nhưng mà cái chuyện mà quan hệ sớm xong rồi sữa ảnh hưởng đến sữa con lần đầu tiên con nghe thấy. Ôi tao không nghe thấy đi ông ơi. Rồi. Mà với cả đấy là mình đi thăm gái đẻ ở ngoài. Này, như cái thằng ở bên hàng xóm ấy thế đấy. Vợ nó mới được có mấy tháng, đẻ được mấy tháng, quan hệ thế chửa ra đấy, cuối cùng là ôi giời ơi nó bú vào cái sữa ấy hỏng hết cả cái đường ruột của thằng bé. Ôi. Cuối cùng phải đi lạo sớm. Thế, tao giữ cho mày, giữ cho khổ lắm. Cái con này này. Ui, chả biết gì cả. Phụ nữ chả biết gì. Trong 6 tháng đầu, con bú mẹ hoàn toàn. Đó là một cách bằng tiền. Ừ. Ui, để con nói. Đó là cách tránh thai tốt nhất cho mẹ. Không mà không sợ mẹ bị chửa lại. Ôi giời ơi, không biết được. Con ạ. Ui. Không biết được. Bác sĩ và khoa học đã chứng minh rồi. Ôi giời, con đứa 3-4 tháng đi kìa. Lấy đâu ra. Đã có hành kinh, đã chửa rồi. Đấy là người ta có thôi nhưng con chưa có. Ừ, khổ quá. Mà thôi u ơi, lần sau u bảo u gõ cửa hộ con nhá. Mà mẹ đồ ngồi bọn con cũng không ấy gì đâu, mẹ ra ngoài đi cũng được để bọn ngủ. Ôi giời ơi. Đây bạn chồng bà ấy ra chồng con này. Ừ, chồng con tâm sự cái. Tâm sự đi. Bao nhiêu năm lấy nhau rồi còn tâm sự. Nhưng mà nghiện rõ là lâu rồi. Giờ bố bé ra ngoài thì con cái. Đây. Khổ thế, giật hết cơ mình. Gì gặp, đóng cửa. Đóng cửa đi.